Trong bài học đầu tiên này, chúng ta hãy nói về sự cô đơn. Đây là bài học mà mình cảm thấy ấn tượng nhất trong năm 2018 vừa rồi. Nó là một năm đặc biệt, Mình là một người hướng ngoại, trước giờ mình là một người hướng ngoại, thích nói chuyện, thích hoạt động, thích kết nối với mọi người. Mình tưởng đó là một cuộc sống hạnh phúc, đó là một cách sống hay, đó là một cách sống mà làm người ta vui, đó là cách sống mà không những làm người ta vui mà cũng làm mình vui nữa. Và cái niềm tin đó nó kéo dài trong suốt 26 năm vừa rồi. Và mình đã sai. Mình nhận ra mình đã sai khi mình kết hôn. Và kết hôn đương nhiên là một sự kiện lớn mà mình sẽ nói về chuyện kết hôn sau. Và khi kết hôn thì mình nhận ra rằng chúng ta rất là cần những khoảng không gian riêng. Chúng ta cần sự cô đơn. Chúng ta cần những không gian của chính mình. Sau rất là nhiều lần thử nghiệm, nghiên cứu, đọc rất là nhiều sách khác nhau, ngồi thiền và chiêm nghiệm rất là nhiều thứ về sự cô đơn. Mặc dù người vợ của mình vẫn ở bên cạnh, và đương nhiên là mình vẫn rất là thương vợ mình, thì mình nhận ra một số bài học rất quan trọng về chuyện cô đơn mà chúng ta cần phải biết. Cái đầu tiên mình nhận ra đó là tâm trí của chúng ta luôn luôn hoạt động. Bạn hãy để ý thử xem, khi bạn chơi Facebook, khi bạn xem TV, khi bạn đi uống cà phê với bạn bè, khi bạn chat chít nói chuyện, khi bạn đi du lịch, khi bạn chụp ảnh, thì lúc đó tâm trí của bạn nó đang hoạt động. Và khi mà tâm trí của bạn hoạt động như vậy thì bạn sẽ không phải đối diện với chính bạn. Có một cái thí nghiệm rất là hay về sự cô đơn này, mình sẽ kể cho bạn nghe. Có 10 sinh viên, và 10 sinh viên này thì bị sốc điện, tức là bị giật điện ở một cái hiệu điện thế mà làm cho các bạn ấy cảm thấy rất là đau và không bao giờ muốn bị giật điện lại nữa. Sau đó thì 10 bạn sinh viên này được đưa vào một căn phòng. Căn phòng này không có gì cả ngoài một cái bàn và một cái nút bấm và một cái đèn vàng. Thì nhiệm vụ của các bạn rất là đơn giản thôi, đó là các bạn hãy ngồi trong căn phòng đó 15 phút và không làm gì cả. Hết 15 phút thì các bạn ấy sẽ bước ra ngoài và như vậy là thành công. Còn nếu như các bạn ấy không chịu nổi cái sự cô đơn trong một cái căn phòng một mình, không có điện thoại, không có ai để nói chuyện, không có một cái gì đó để giải trí, để mất tâm trí, mất tập trung, và nhiệm vụ của các bạn ấy chỉ là ngồi đó thôi, trong một cái không gian mà các bạn ấy phải đối diện với chính mình. Và nếu như các bạn ấy chịu không nổi nữa thì các bạn ấy phải bấm cái nút đó. Và cái nút đó là cái mấu chốt của cái thử nghiệm này. Khi mà bấm cái nút đó thì chúng ta sẽ bị giật điện y như lúc trước khi mà thử nghiệm. Và mình tin là chả ai muốn bị giật điện đâu. 10 người bước vào căn phòng và kết quả là gì? Bạn hãy đoán thử xem. 7 trên 10 người đã bấm cái nút đó. Họ nói rằng họ không chịu nổi cái cảm giác cô đơn một mình. Họ nói rằng cái cảm giác ngồi một mình mà không làm gì cả, nó lạ quá. Trước giờ chưa bao giờ họ phải ngồi như thế. Chỉ là ngồi không thôi, không làm gì cả, mà phải đối diện với chính mình. Và họ nhận ra là chuyện đối diện với chính mình, đối diện với sự cô đơn thật là kinh khủng. Và chúng ta không được học cách để đối diện với sự cô đơn. Và không ai nói cho chúng ta biết rằng chỉ có trong cô đơn chúng ta mới thể trưởng thành được. Chúng ta gần như không biết gì về cô đơn cả. Tại vì sao? Bạn hãy nhớ lại cái thời nhỏ của mình. Ngay từ nhỏ chúng ta đã được thầy cô, được cha mẹ, được xã hội dạy rằng chúng ta phải hoạt động, chúng ta phải năng nổ, không được ngồi yên một chỗ, không được tách biệt với mọi người. Luôn luôn kết nối, đó là cái mà chúng ta được học từ lúc còn nhỏ. Cái đà của chúng ta lúc này cũng tiến về phía trước, tiến về bên trái, tiến về bên phải, luôn luôn kết nối và không bao giờ chịu dừng lại cả. Và nếu như chúng ta không dừng lại thì làm sao chúng ta có thể hiểu được bản thân của mình, làm sao biết được những cái thầm kín, những cái đau khổ, những cái tổn thương mà mình thực sự đang trải qua nó là cái gì. Không những vậy, chúng ta học được rằng cô đơn là xấu, cô đơn là sống tách biệt, cô đơn là quái dị, cô đơn là những đứa không hòa đồng, và mọi người luôn luôn hướng chúng ta là hãy thuộc vào đám đông, đừng tách rời khỏi đám đông. Và với cái tư duy như vậy thì chúng ta có xu hướng là làm theo đám đông và sợ hãi khi mình tách biệt khỏi đám đông. Rồi trong các bài hát bạn hãy để ý đi, cô đơn là tổn, cô đơn là đau khổ, cô đơn là xấu xí, cô đơn là tổn thương, cô đơn là thiếu một người để yêu thương và không ai bên cạnh mình. Trong khi đó, cái mà chúng ta cần làm đó là yêu thương bản thân của mình thì không ai nói cả. Và mình thấy cái cách mà chúng ta được nuôi dạy thật không ổn chút xíu nào cả. Chúng ta không biết gì về cô đơn mà chúng ta chạy trốn khỏi sự cô đơn. Và cô đơn được gắn với rất nhiều thứ tiêu cực. Trong khi đó mình nhận ra rằng cô đơn là yếu tố quan trọng nhất để bạn có thể trưởng thành và sống hạnh phúc sau này. Vậy thì cô đơn giúp được gì cho bạn? Điều đầu tiên mình thấy, nếu mà chúng ta chấp nhận cái trạng thái cô đơn, chúng ta sẽ có gì? Đó là sự sáng tạo. Thế giới này nó đã quá ồn ào, thông tin luôn ngập tràn. Bạn lên internet và 3G, 4G, 5G mỗi ngày, và bạn tiếp cận rất nhiều thông tin khác nhau. Và lúc đó thì bạn không có thời gian để kết nối được với chính mình. Và nếu như bạn không kết nối được với chính mình, rất khó để bạn sáng tạo. Cái bạn đang làm chỉ đơn giản là copy, là bắt chước một ai đó, chứ không phải là những thứ tạo nên được bởi chính bạn. Bạn hãy cứ tưởng tượng, để bạn sáng tạo thì bạn phải dừng lại, không tiêu thụ nữa. Bạn không thể nào vừa xem phim vừa viết văn được, đúng không? Bạn không thể nào vừa ăn cơm vừa hát được, đúng không?
Thì ví dụ như bạn ăn cơm, bạn đọc tin tức, bạn kết nối với người khác, bạn truy cập internet, đó là những hình thức tiêu thụ. Và bởi vì chúng ta đang tiêu thụ quá nhiều, và nếu mà chúng ta không chịu dừng lại một chút xíu thì làm sao có thời gian để sáng tạo được. Sự tiêu thụ và sáng tạo nó phải tách rời với nhau. Nếu bạn muốn là một người sáng tạo, tạo ra những nét riêng cho chính mình, thì bạn phải dừng lại. Và khi bạn dừng lại thì lúc đó bạn đang ở trong trạng thái mà chúng ta hay gọi là cô đơn. Giá trị thứ hai mà mình thấy khi mà chúng ta chấp nhận sự cô đơn hoặc là nhận thức về sự cô đơn, đó là chúng ta có cơ hội rất lớn để thấu hiểu được chính mình. Trong 5 năm vừa rồi, mình thấy ở Việt Nam rất là nhiều công ty, nhãn hàng, rồi những người nổi tiếng khuyến khích chúng ta hãy di chuyển, hãy xê dịch, hãy đi khám phá thế giới để thấu hiểu chính mình. Và trong cái video này, bạn có thể dừng lại một chút xíu, thành thật thử mới xem. Trong tất cả những chuyến đi của bạn, có chuyến đi nào bạn thực sự hiểu được chính mình hay không? Hay chỉ đơn giản là bạn đi để có cái hình đẹp, để check in, hay chỉ đơn giản bạn tới đó để check in, để thấy được cái mà người ta review, để ăn cái món ăn đó. Và sau những chuyến đi như vậy, bạn vẫn trống rỗng. Tại vì đơn giản chuyến đi của bạn không dành để thấu hiểu chính mình. Chuyến đi của bạn không dành để kết nối với chính mình. Chuyến đi của bạn để kết nối với đồ ăn, để kết nối với người khác, để kết nối với những cái điểm check-in và những cái hình ảnh xấu ảo trên mạng xã hội. Mình có một anh bạn, anh đã đi được 75 nước trong 14 năm vừa rồi. Anh là một mục sư ở bên Malaysia. Thì vào năm 30 tuổi thì anh được ai đó khuyến khích là hãy đi du lịch và khám phá thế giới để hiểu được chính mình. Sau 14 năm liên tục đi được 75 nước thì anh nói với mình là cái người mà nói với anh câu đó thì đã lừa anh rồi. Sau 14 năm, anh thấy được là không phải những lúc anh đi, anh mới hiểu được chính mình, mà những lúc anh dừng lại. Đó là những ngày anh không đi đâu cả, anh chỉ ngồi trong một quán cà phê để mà nhìn lại cái khoảng thời gian đã qua, để mà nhìn lại những cái mong muốn, những cái khát vọng, những cái ước mơ của mình, những cái nỗi sợ của mình. Và khi anh dừng lại, anh mới thấy được chuyện đó. Còn nếu anh vẫn đi tới những cái nơi để check in, để thấy cái này, thấy cái kia, thì anh sẽ quên mất chính mình. Và phần lớn chúng ta khi đi du lịch, chúng ta không nhớ được gì về chính mình đâu các bạn. Bản thân của mình đây, cách đây 4 năm khi mà mình nghỉ việc, thì việc đầu tiên mình làm đó là dành 1 tháng ở Đà Lạt. Và trong 1 tháng đó thì mình đi bộ, mình ở một mình. Và có tháng 6, trời lúc nào cũng mưa râm râm. Nó rất là buồn đối với nhiều người, nhưng đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ đối với mình. Lần đầu tiên mình có cơ hội để nhìn lại thật sự mình muốn cái gì. Đó là điều mình muốn hay là điều bố mẹ của mình muốn? Đó là điều mình muốn hay là điều mà xã hội xây dựng nên để mình khao khát đạt tới những cái mà xã hội muốn? Đó là những sự khác biệt rất lớn mà trước giờ chưa bao giờ mình biết được cả. Chính những cái phút giây dành thời gian cho bản thân của mình thì mình mới bắt đầu phát hiện được con đường mà mình cần phải đi. Và bây giờ mình đang sống cuộc sống rất hạnh phúc tại vì những phút giây mình dám dừng lại, dám đối diện với sự cô đơn đó. Vậy nên trạng thái tốt nhất để bạn thấu hiểu chính mình đó là dừng lại. Bạn vẫn có thể chơi games, đọc sách, xem phim, sử dụng mạng xã hội, những chuyện đó không sao cả. Nhưng hãy nhớ, bạn chỉ thực sự hiểu được mình khi bạn dừng lại và không làm gì cả. Chuyện đó là một chuyện rất quan trọng đối với bạn. Thứ ba, theo mình, định nghĩa của sự trưởng thành đó là có khả năng đối diện với sự cô đơn. Sự trưởng thành của bạn nó không đến từ độ tuổi của bạn, nó đến từ sự chấp nhận, sự thấu hiểu bản thân của bạn tới đâu. Khi bạn bắt đầu chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình rồi, khi bạn hiểu được mình phải đối diện với sự cô đơn rồi, thì bạn sẽ hiểu được rằng sự vui sướng hoặc là sự đau khổ của bạn không phải do những người khác, không phải do xã hội, thầy cô, gia đình mang lại cho bạn, mà do chính lựa chọn của bạn. Nếu như bạn đối diện với sự cô đơn, bạn sẽ bắt đầu học cách chấp nhận và yêu thương bản thân của mình. Bạn không còn phải quá lệ thuộc vào những cái thú vui tiêu khiển nữa để mà bạn cảm thấy vui vẻ. Rồi bạn cũng sẽ xác định được những cái giá trị bản thân mà không bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói hoặc những quan điểm hoặc là những dán nhãn của người khác. Ai nói gì đó là chuyện của họ. Quan trọng nhất là bạn hiểu được bản thân của mình đang ở đâu, bạn là người như thế nào và bạn là ai. Mình muốn nói là nếu như bạn muốn là một người trưởng thành thật sự, bạn phải đối diện với sự cô đơn. Tuổi tác không định nghĩa được sự cô đơn của bạn. Mình thấy rất là nhiều người lớn, họ 50 tuổi, 60 tuổi, thậm chí là 70 tuổi, ông bà 70 tuổi, 80 tuổi, họ vẫn không trưởng thành trong mắt của mình. Tại vì họ luôn luôn cần con cháu, họ luôn luôn cần tivi, họ luôn luôn cần một điếu thuốc để mà họ được kết nối, được bận rộn, được không phải đối diện với chính bản thân của họ. Vậy thì tuổi tác đâu có nói lên được sự trưởng thành của bạn, đúng không? Ok, vậy thì đó là những thứ mà mình nghĩ là mình muốn chia sẻ với các bạn về sự cô đơn. Vậy thì mình sẽ gửi cho bạn một số cái cách để mà các bạn có thể hiểu hơn về sự cô đơn của mình. Cách thứ nhất, trong một ngày của bạn hãy dành ra 5-10 phút của bạn để mà ngồi, đó quan sát bản thân của mình, quan sát những suy nghĩ của mình, quan sát những tâm tư, nguyện vọng của mình. Tại sao bạn đau khổ? Tại sao bạn lại khó chịu? Tại sao bạn lại tổn thương? Tại sao bạn lại vui sướng trong cái tình huống đó, trong cái hoàn cảnh đó? Mỗi ngày ít nhất là 5 phút. Mà thôi, 2 phút cũng được. Cố gắng dành ra mỗi ngày một chút xíu để mà thấu hiểu bản thân của mình. Thứ hai, mỗi năm bạn hãy đi du lịch hoặc đi đâu đó khác cái nơi bạn ở và hãy đi một mình. Bạn sẽ có những chuyến đi khác dành cho gia đình và những chuyến đi dành cho gia đình là để kết nối với gia đình. Vậy nên những cái chuyến đi một mình để kết nối với chính bạn.
tới một thành phố nào đó, ví dụ như là ở Đà Lạt, ngồi đó ngắm thành phố và nhâm nhi ly cà phê và nhìn lại con người của mình và con người của mình muốn trở thành. Rồi lúc đó bạn sẽ thấy được cái khoảng cách giữa cái con người mình muốn trở thành và con người thật sự của mình nó đang như thế nào, và từ đó bạn sẽ có cách để mà trưởng thành hơn. Đó là hai cái gợi ý của mình dành cho bạn, tại vì mình thấy khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta có rất nhiều thời gian và không gian cho chính mình, nhưng chúng ta thường không xài. Tới khi bạn có gia đình rồi thì rất là khó xài. Vợ của bạn, con của bạn, đó là những mối bận tâm khác trong cuộc sống. Bạn thấy rất là nhiều gia đình đau khổ, tổn thương và không hạnh phúc, tại vì đơn giản họ không học được cách để mà trưởng thành trong sự cô đơn. Họ luôn luôn phụ thuộc vào nhau. Và nếu như một mối quan hệ mà phụ thuộc vào nhau rồi thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đổ vỡ. Lưu ý nhỏ là khi mà bạn thực sự một mình, đừng làm gì nữa nha. Đừng có xem phim, đừng có nghe nhạc, đừng đọc sách luôn. Tất cả những hoạt động đó đều là những hoạt động trốn tránh. Nên là hãy cứ một mình ha. Một mình nó không có quá ghê gớm đâu. Và mình hy vọng trong năm 2019 này, hoặc 2020, hoặc 2021, bạn có thể tập để mà sống một mình, để mà đối diện với sự cô đơn một mình. Sớm thôi, bạn sẽ nhận ra được con người thật sự của mình. Bạn sẽ có được những câu trả lời mà không bất kỳ ai có thể cho bạn được ngoài bản thân của mình.